Trong những năm qua, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, các hoạt động vi phạm pháp luật, lợi dụng kẽ hở của pháp luật và chính sách quản lý nhà nước để làm giàu bất chính, sách nhiễu nhân dân đang trở nên phổ biến, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với đội ngũ cán bộ. Thực tế này tạo nên hồi chuông báo động ở cấp độ cao trong công tác cán bộ, bởi vì những sai phạm đều bắt nguồn từ việc lựa chọn, bố trí, sử dụng sai cán bộ. Điển hình như vụ việc ông Vũ Minh Hoàng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Vụ trưởng khi chưa có thời gian công tác thực tế ngày nào tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Ông Lê Phước Hoài Bảo, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, có con đường quan lộ thần tốc do có sự nâng đỡ không trong sáng trong công tác cán bộ. Qua những tiêu cực trên cho thấy, tổng thể bức tranh cán bộ đang có nhiều chỗ khuyết, trong đó lỗ hổng lớn nhất là việc quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng đặt vấn đề, vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai? Chúng ta không thể hy vọng tất cả các cái quy định của Đảng hay là pháp luật của nhà nước nó phải điều chỉnh được tất cả mọi các quan hệ xã hội, và kể cả trong công tác cán bộ cũng vậy, không có một quy định nào mà nó có thể bao quát mọi cái ngóc ngách của đời sống xã hội. Và vì vậy cho nên vẫn rất cần cái vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, và đặc biệt là cái nguyên tắc tập trung dân chủ ở trong cái bổ nhiệm cán bộ. Việc bổ nhiệm cán bộ mà không đúng người trúng việc, đặt người yếu kém về đạo đức, năng lực, uy tín vào các cái vị trí quan trọng thì sẽ gây ách tắc cho cái gù máy lãnh đạo của cơ quan đơn vị địa phương. Và như vậy thì trách nhiệm trên hết sẽ thuộc về người đứng đầu các quỹ. Trong công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, nếu nhiều khi chỉ sai, cần sai một ly thôi thì cũng có thể đi đến hư hỏng cả một tổ chức, sa sút cả một phong trào, thất bại cả một nhiệm kỳ hoặc là một chủ trương, một quyết sách. Từ việc không công tâm, minh bạch, thực hiện dân chủ giả hiệu trong công tác cán bộ đã đẻ ra cơ chế xin cho, hình thành nhóm lợi ích. Họ ra sức sắp xếp con, cháu, người nhà hoặc cán bộ thân tín của mình vào các vị trí lãnh đạo quan trọng hoặc những công việc đem lại lợi ích kinh tế lớn. Không ít lần, báo chí phản ánh về việc cả họ làm quan ở nhiều nơi, khủng hoảng thừa lãnh đạo từng xảy ra ở Hà Giang, Bình Định, Hải Dương. Điều này kéo theo những sai phạm nảy sinh không chỉ của riêng cá nhân mà của cả tập thể. Nhiều vụ việc được Ủy ban Kiểm tra các cấp xử lý thời gian vừa qua, phần lớn đều kỷ luật tập thể Ban Thường vụ do thiếu nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu sự giám sát quản lý, làm ngơ trước những biểu hiện tiêu cực. Rất nhiều trường hợp không thể nói là tập thể Ban Thường vụ không biết về cán bộ đảng viên nào. Bởi vì là công tác, quá trình công tác với nhau rất lâu, làm sao lại không biết được. Để ở đây là có cái sự né tránh để làm. Cái thứ hai là có lợi ích nhóm, cùng cánh với nhau, cùng cánh hầu với nhau thì dẫn đến cái chuyện là biết nhau là có cái chuyện này chuyện kia nhưng mà cũng bỏ qua thật. Cái lợi ích nhóm, chứ chưa nói đến cái chuyện là người thân quen, thân hữu, cái này là yếu tố tham nhũng này. Nó dẫn đến cái chuyện là bóp méo cái tiêu chí đánh giá cán bộ. Người tốt, người có thành tích thì không được quan tâm bổ nhiệm nếu anh không có quan hệ tốt đối với những người có thực tế. Còn những người mà thậm chí là có phẩm chất, năng lực bình thường nhưng mà có quan hệ tốt thì vẫn được lựa chọn bổ nhiệm. Thì đấy là cái đó rất nguy hiểm. 19 điều đảng viên không được làm thì anh cán bộ này phải gương mẫu, phải thực hiện. Nếu anh vi phạm thì không đủ tiêu chuẩn để đề bạt cách giá cái này. Do đó cho nên người đứng đầu mà công bằng, công minh trong vấn đề này thì dễ dàng, chứ không có cái gì khó cả. Chỉ có điều là động cơ cá nhân, chủ nghĩa cá nhân rồi nó lan lỏa vào trong con người của người đứng đầu, làm cho cái công tác bổ nhiệm cán bộ, đề bạt cán bộ nó không đạt yêu cầu. Người đứng đầu không công tâm khách quan dẫn đến sai phạm cả một hệ thống. Cán bộ được bổ nhiệm sai chỗ, thậm chí là những vị trí quan trọng. Hệ quả
là tình trạng lãnh đạo chín ép, ngã ngựa giữa đường, hoặc luân chuyển cán bộ yếu, cán bộ mắc sai phạm cho cơ sở và chờ cơ hội để bổ nhiệm ở vị trí cao hơn, quan trọng hơn. Từ việc chạy theo số lượng và chạy theo quan hệ, nên chất lượng cán bộ công chức cũng như tổ chức đảng bị suy giảm ở nhiều nơi. Một khi lãnh đạo cấp trên, người đứng đầu đã không minh bạch, thì sẽ sinh ra một thế hệ cán bộ có tư tưởng không cần phấn đấu, rèn luyện, chỉ đợi đến lượt được sắp xếp. Người đứng đầu ấy phải trách nhiệm về các quyết định của mình và phải cụ thể hóa cái tiêu chí cụ thể để trong cái quá trình thực hiện thì chúng ta dễ áp dụng. Ví dụ chẳng hạn, chúng tôi nghĩ là ví dụ như là ông giới thiệu một người, ông bổ nhiệm để cho tập thể làm những quy trình bổ nhiệm, cái người đó làm trưởng một phòng của sở, mà sau này nếu cái người đó sai phạm đến mức phải bị kỷ luật khai trừ về mặt đảng chẳng hạn, là cái người giới thiệu cũng phải bị xử lý kỷ luật cảnh cáo. Thức cái trách nhiệm quản lý cán bộ chưa tốt, đánh giá cán bộ chưa tốt để dẫn đến cái sở. Thì cán bộ của anh phải quản lý, anh phải nắm bắt, mà khi có vấn đề, có dấu hiệu, có dư luận là đáng lý là anh phải tìm hiểu làm rõ. Thì đằng này anh là người đứng đầu đã không quan tâm đúng mức. Từ những sai phạm trong thời gian vừa qua, cùng với đó là hạn chế trong công tác cán bộ, có thể thấy vai trò của người đứng đầu mang tính quyết định trong việc bộ máy có hoạt động hiệu quả hay không. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cấp dưới có hiểu việc, ngồi đúng chỗ, nhìn nhận đúng khả năng hay chưa? Để có được kết quả đánh giá chính xác về cán bộ phụ thuộc rất lớn vào vai trò của người lãnh đạo. Phẩm chất và năng lực của người cán bộ chỉ được phản ánh một cách trung thực khi người lãnh đạo có tư cách, có quan điểm và có phương pháp đánh giá đúng, thực sự có cái tâm trong sáng. Nếu không biết sự phải trái ở mình thì chắc không thể nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu. Đánh giá cán bộ của người đứng đầu không những để sử dụng mà qua đó còn nâng đỡ họ, tạo điều kiện cho họ phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm, có thái độ khách quan, khoa học, không bôi đen, bóp méo. Tất cả mọi biểu hiện hành vi tích cực hay tiêu cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống, về năng lực, uy tín, cũng như là kết quả thực tiễn về cái sản phẩm của người cán bộ làm ra đều phải được đưa ra tập thể công khai, minh bạch trước tập thể cấp ủy. Không thể tất cả những vấn đề này khi xem xét để người đứng đầu bổ nhiệm mà không minh bạch. Nêu vấn đề tích cực mà che giấu hay là hạ thấp những cái mặt tiêu cực, cái mặt yếu kém thì vấn đề đó là vấn đề hiện nay từ trước đến giờ không ít nơi vẫn cứ để diễn ra. Phải soi, đem soi vào một trong những tiêu chuẩn phẩm chất hàng đầu của người cán bộ hiện nay, cán bộ đảng viên hiện nay, mà chúng ta qua các cái quy định của đảng vừa rồi thì phải rõ ràng là cái tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, cái tính tự giác, tự phê bình của cán bộ và bản lĩnh quyết liệt quét sạch chủ nghĩa cá nhân ra khỏi cái bản thân của mình. Đối với cán bộ, lựa chọn cán bộ phải lấy cái thành tích công tác, kết quả công tác. Cán bộ nào có thành tích tốt chúng ta phải bổ nhiệm, phải lựa chọn. Thế còn cán bộ nào mà không hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ là chúng ta phải xử lý. Anh nói gì thì nói, nhưng nhiệm vụ anh không hoàn thành thì em phải chịu trách nhiệm. Hai là anh vi phạm những quy định về chống dịch, tôi xử lý ngay, xử lý nhanh, kịp thời như vừa rồi, dư luận rất tốt, rất đồng tình. Thì tôi cho rằng đây là cái tiêu chí đánh giá cán bộ phải được vận dụng một cách cụ thể rất là quyết liệt như thế. Bên cạnh đó, người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn sử dụng nhân sự của mình, không chỉ những người được giới thiệu để giữ những trọng trách mà ngay cả những người giới thiệu cũng cần đủ tâm, đủ tầm và đủ trách nhiệm. Việc chọn lựa cán bộ phải công tâm, khách quan, không vì riêng tư, không vì yêu người này, ghét người kia, càng không vì phe phái lợi ích nhóm, cánh hẩu với nhau mà đưa người hợp với mình vào bộ máy, còn người thực đức thực tài thì bị loại ra. Nếu chọn không đúng, không minh bạch, sẽ dễ dẫn đến những tiêu cực tham nhũng nghiêm trọng xảy ra. Việc mà xác định rõ cái thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị đối với công tác xây dựng đảng, đấy chính là một cái việc để nhằm tạo điều kiện để những người đứng đầu
phát huy cái vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo trong cái lãnh đạo chỉ đạo và khắc phục cái tình trạng thụ động ở trong cái việc là đùn đẩy trách nhiệm hoặc là không chịu nhận trách nhiệm. Và nếu chúng ta làm được như thế thì nó sẽ phát huy được các cái nhân tố tích cực và để làm cho cái tập tục kỷ luật kỷ cương nó được củng cố và quản lý chặt chẽ hơn. Cái mục tiêu mà Đảng hướng tới chính là chúng ta sẽ xử lý trách nhiệm của những người đứng đầu nếu để ra xảy ra sai phạm hoặc là cán bộ dưới quyền của mình có sai phạm. Người đứng đầu cấp ủy đã quyết định bổ nhiệm sai mà đến mức nghiêm trọng thì cũng phải bị xem xét xử lý ngang bằng với người cán bộ có sai phạm mà lại được bổ nhiệm. Xưa nay cái việc này không làm hoặc là chưa làm hoặc làm không đúng tầm của đó. Chỉ có làm quyết liệt như vậy thì cái tệ nạn mà tham vọng quyền lực, tham nhũng chức quyền, các cái biểu hiện, cái thủ đoạn chạy mua chức vụ, mặc cả giá ghế và cái việc mà luồn lách đi phía sau mới có thể chấm dứt được. Công tác cán bộ không dừng lại khi đã lựa chọn, bổ nhiệm xong cán bộ, mà quan trọng hơn là sự theo dõi, giám sát sau khi bố trí, để xem xét cán bộ đó có làm tốt vai trò được giao hay không, liệu có biểu hiện suy thoái sau khi nắm trong tay quyền lực, để từ đó có sự ngăn chặn xử lý kịp thời, không để phát sinh những vụ việc phức tạp, gây suy yếu tổ chức, mất lòng tin của người dân. Chúng ta không thể lường trước được những thay đổi của mỗi cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, do đó đấu tranh nghiêm khắc, loại bỏ kịp thời những phần tử yếu kém là khâu cuối để kiểm soát công tác cán bộ. Người lãnh đạo phải biết sử dụng cái giám sát để mà anh làm công tác cán bộ, làm công tác tổ chức. Thế còn nếu mà không biết cái sử dụng công tác kiểm tra giám sát coi nhẹ hoặc đặc biệt là không dám kiểm tra giám sát thì sẽ thất bại. Phải đổi mới nội dung hình thức. Vì bây giờ trong cái cơ chế thị trường như thế này có một số những cái tiêu cực nó tác động. Ngoài xã hội đã đành rồi nhưng mà nó tác động cả trong Đảng nữa. Đấy, và cái người làm công tác kiểm tra giám sát là phải đối đầu trực tiếp với những cái tác động tiêu cực. Cho nên là nếu như không có cái đổi mới hình thức phương pháp, kể cả hình thức phương pháp tổ chức kiểm tra giám sát, thì chúng ta sẽ thất bại. Nó sẽ tấn công chúng ta, tấn công ngay vào đoàn kiểm tra và cán bộ kiểm tra. Trong cái lúc này, yêu cầu công việc như thế này, chúng ta đang phải khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước, đang phải khơi dậy cái nhiệt huyết, cái năng động sáng tạo của mỗi một cán bộ, thì tôi cho rằng tất cả những cái suy nghĩ của cán bộ mà bây giờ cứ để cho nó bằng để cho vừa lòng cả thì chắc chắn cán bộ người ta cũng không thừa nhận, mà cái cấp ủy quản lý cán bộ đó cũng không chấp nhận được nữa. Nếu mà thấy cán bộ uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, không có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, mặc dù cán bộ đó không từ chức thì cái cấp có thẩm quyền cũng ra quyết định miễn chức để thay người khác. Giáo dục, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ của Đảng. Lựa chọn, sử dụng cán bộ là trách nhiệm của người làm lãnh đạo. Làm lãnh đạo mà không biết dùng người hoặc dùng người một cách thiên lệch, thiếu chính xác thì sẽ gây hại cho tổ chức, bộ máy. Chọn đúng cán bộ, giao công việc phù hợp năng lực sở trường là yếu tố cơ bản để xây dựng được tổ chức, bộ máy chính trị vững mạnh, hiệu quả, ngăn ngừa những phần tử suy thoái len lỏi, làm nảy sinh tiêu cực, sai phạm.